Cái nhám con này là 30 triệu 500. Đó, quý chị và các bạn ha. Mình giới thiệu sơ đó. Còn nếu mà anh em mà thích chơi cái con ẹt mà 500 mấy coi á, 29 á, nó đi mâm đôi thì anh em nên tìm con này để mua ha. Bạn ha, chào mừng các bạn quay lại với channel xi máy giá rẻ ha. Thì cũng như thường lệ thôi, thì mình cập nhật mấy cái lô xi mới về cho quý anh chị và các bạn, là những con mà mới về siêu đẹp cho quý anh chị và các bạn luôn. Thì đợt này nó về rất là nhiều luôn, thì mình cố gắng mình quay những cái con mà nó mới về mà đẹp lung linh cho quý anh chị và các bạn luôn. Bán thì rất là nhiều luôn, thì ở đây đang thanh lý á, thì mình sẽ quay chi tiết từng con cho quý anh chị và các bạn, là từng con mới về nha, và báo giá của nó. Thì quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525 các bạn. Thì ở đây trả góp thì rất là đơn giản luôn. Quý anh chị và các bạn chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe hoặc chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu. Cái mức lãi suất thì nó chỉ có 1.66 tới 1.86. Cái thời gian vay là tới 36 tháng. Có nghĩa là quý anh chị và các bạn trong quá trình mình mua thì mình có thể là chuẩn bị tiền mình trả trước, có nghĩa là vay lãi suất 1.6 là một tháng 1 triệu, một tháng là chỉ có 16.000 á. Đó, thì các bạn muốn vay bao nhiêu tháng thì các bạn chỉ chia số tiền ra với số tháng mình vay là các bạn sẽ biết được là mà vay trả bao nhiêu. Đó, tại vì đợt này nó chỉ hỗ trợ lãi suất thấp á, nên quý chị và các bạn nào mình muốn mua thì các bạn cứ liên hệ. Rồi thì đầu tiên mình giới thiệu quý anh chị và các bạn là một con MS King này. Cái dòng này nó mới về mà đợt này nó về mấy con đẹp không à, nên mình muốn giới thiệu quý anh chị và các bạn. Thì cũng có MS King đời 2019 luôn, nhưng mà bây giờ mình tại dựng rải rác á, thì có gì mình sẽ quay chi tiết cũng từng con cho quý anh chị và các bạn luôn cho các bạn xem á. Đó, như con này nước ngoài đòi mua xe đó, bữa ở nước ngoài rồi. Đó là con MS King nha các bạn. Dẹp long linh các bạn, khỏi cần phải bàn nha. Đó. MS King 2018. Ở đây thì khi các bạn mua xe á thì các bạn được rút hồ sơ sang tên nếu như các bạn muốn ha. Tất cả hồ sơ sang tên chính chủ hết nên các bạn yên tâm ở vấn đề đó nha. Con này là biển số 67 nha các bạn. Đó, mở tiền biển số 67. Con này đi bao nhiêu ngàn anh? Không có chìa khóa đâu. Để coi thử, mình coi thử bao nhiêu ngàn cho quý anh chị và các bạn ha. Hai chìa luôn ha. Còn hai chìa luôn. Con này đi 10.000. Các bạn ghi đi, rất là chắc. Đó, MS King này 10.000, bán với giá là 35.200.000, tại vì đó là xi nhập nha các bạn. Con ngoài báo về bán luôn anh Long, ngoài giá nhiêu rồi đó? Rồi đó, à, 29.800.000. Rồi bây giờ mình sẽ quay con này cho quý anh chị và các bạn ha. Con này nó mới về nằm ngoài này nên mình quay cho rõ, chưa rửa luôn à các bạn biết đấy, mới vừa về thôi. 2018 ở ngoài chắc quay là nó sẽ đẹp hơn cho quý anh chị và các bạn xem ha. Đó, con này là một cái con ẹt phiên bản RC là 2018, biển số 47 nha. Con này mua xe ở cửa hàng Ngọc Tính, nhưng mà thật ra con này là xe khách đổi vì mua mô tô các bạn. Cái này không phải gãy đâu nha, cái này tuột ra thôi, ghim có thể ghim vô bình thường nha. Đó là cái tay á, khách đổi mua mô tô, lên mô tô nên mới có giá rẻ như vậy các bạn.
Con này đi bao nhiêu anh? Đề 10.000 đề mấy dòng ngay? Đó. Rất đẹp. Nổ rất là chắc luôn nha. Rồi, con này là 29.8 anh. Đúng không? 29.8. Đó, anh chị nào mà mình muốn mua cái con này thì mình nhanh chóng mình liên hệ ha. Đó. Rồi. Để tiền mình. Con này bán cho anh. Con này cũng mới vừa về đó hả? Rồi, sáng tiện mình quay luôn mấy con mới về cho quý anh chị và các bạn ha. Mới về còn nằm bên ngoài cho rửa này. Tôi cũng lại là một con xanh GB nữa. Con này đợi nhiêu không? Con này đợi nhiêu không? 28. Thì mấy ngàn? 12.000. Rất là chắc. Đó, biển số 66 Đồng Tháp. Con đó cũng mới về luôn hả? Chắc lui lui ra một tí quay cho nó đẹp cho anh em xem cho nó chắc. Đó, mới vừa về tiếp. Con này bán giá nhiêu ta? Con này giá nhiêu anh Long? Giá nhiêu vậy? Con này giá nhiêu? Có màu xanh nè. Mới vừa về chưa cập nhật giá của anh chị và các bạn. 29.7 thôi các bạn. Đó. Mới vừa về. Các bạn thông cảm á, tại vì nhiều con xe nó mới về chưa cập nhật giá kịp. Đó là 29.700. Rồi. Lại con 10 King mới vừa về luôn. Hiếu Bình à? Đó. Một King mới vừa về nha các bạn. King con này là màu đen, đen bóng luôn. Con này đợi nhiêu ta? Đó. Con này bán giá nhiêu? Hả? Thôi hỏi giùm. Mấy con gì chưa cập nhật giá các bạn thông cảm từ từ tí. Bao nhiêu? À 34 triệu. Đó, mở kinh này 34 triệu. Anh chị thông cảm ha, tại mấy con mới vừa về mình quay mấy con đó cho các bạn xem á. Rồi, như con Winner nữa này các bạn. Winner 219. Siêu lướt. Con này như 2.000 coi. Màu trắng đỏ, con này đang có một anh xem chuẩn bị anh mua các bạn. Đó. Dạ biết không? Đó, đây khách nó mua rồi nhưng mà mình sẵn về nó vừa về mình quay cho quý anh chị và các bạn xem. Tại vì thông thường những con xe loại này nó về cũng thường xuyên à nên các bạn yên tâm. Đây nè. Gai giữa còn nha các bạn nhìn đi. Đó gai giữa còn. Anh vô là anh kết con xe này liền đúng ý của anh rồi. Con này 29. Con này đó. Đó, 29 rất đẹp. Con này anh mua với giá là 30 triệu 9 nè. Có bớt không? À, bớt bao nhiêu anh? Bớt 700 à? 300. À như vậy là cái con này anh mua xong là bớt 300 thì còn lại 30.6 triệu các bạn. Đợi 29 mà đi có 2.000 coi thôi. Đó. Nên các bạn nào mà thích thì các bạn cứ tới các bạn mua thôi. Rồi, con S135 nữa này, mới vừa về, con này mới vừa về. S135 thì còn tới mấy con lắm. Nhưng mà tại mới về thì mình quay cho quý anh chị và các bạn ha.
nói về. Đó. Mới về là 19 triệu 800 thôi. Ngoài ra thì có hai con bên này nữa này. Hai con bên này là con 22 triệu 500 và con 20 triệu. Xe đây chắc chắc lừ luôn nha quý chị và các bạn. Đen nhám thì rất là nhiều anh em hỏi. Thì đen nhám con này là 30 triệu 500. Đó, quý chị và các bạn ha. Mình giới thiệu sơ đây. Còn nếu mà anh em mà thích chơi cái con ẹt mà 500 mấy coi á, 29 á, nó đi mâm đôi thì anh em nên tìm con này để mua ha. 500 mấy coi thôi. Còn long lanh, con này bữa trước về rồi, mình quay sơ thôi, giá là 37 triệu. Đây nè, đó là cái con mới về nữa mình mới quay cho quý chị và các bạn xem nè. Đó là một con ẹt màu đen. Này 29, 35 triệu 8. Ô, con này thì quẩy phải bàn rồi. Mở tin mà 29 nha. Xe này là xe nhập. Nhiều anh em chuộng cực kỳ luôn. Các bạn nhìn đi. Đó, 29. Anh coi đi mấy ngàn. Con này đi 8 ngàn nha các bạn. Để mình đề máy cho quý chị và các bạn đi. Đó. Đó, 29 là 35 triệu 800. Các bạn nhìn đi. Đó là cái con mới về và đặc biệt là con này nữa. Đó, xanh GB cũng 29 luôn này, cũng 35 triệu 8 thôi quý chị và các bạn ơi. Đó. Còn Vinner thì bao nhiêu? Giá từ 27 triệu 5, đó là 30 triệu mấy trăm thôi. Thôi ABC khách đổi nó còn nè các bạn. Con này 26 triệu thôi. Còn con Vinner màu combo vẫn còn đó 220 cũng 37 triệu. Mới lướt sơ thôi nha các bạn. Sao chia 218 thì 43 triệu 500 này, 46 triệu 500 này và 219 thì 41 triệu 500. Mấy này mình đã quay rồi. Mình chỉ quay mấy con mới về cho quý anh chị và các bạn thôi. Rồi. Ví dụ như con đây nè, con này cũng mới về này. Phiên bản Movita. Đó, đây là phiên bản Movita. Con này đợi nhiêu anh? Này, con này 27. Mẫu Movita rất là đẹp. Con này chỉ 28 triệu 800 thôi. Đó. Đó, biển số 61 nha các bạn. Rồi thì mình vừa lướt những con mà mới đẹp mới về rất là đẹp cho quý chị và các bạn ha. Thì sáng giờ bán cũng nhiều rồi, dắt ra cũng rất là nhiều rồi, nên quý chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Thì ngoài ra ở đây, ngoài những cái dòng mà ví dụ Vinner, Ad, MS King thì nó có thêm dòng mô tô, ví dụ như là con GSX này các bạn. Rồi con GSX này, rồi con R15V3 giá cũng rất là mềm thôi, 63 triệu 9 và 52 triệu 9. Ok, mình sẽ dừng clip ở đây. Anh chị nào muốn mua những cái con nào thì các bạn cứ tới các bạn xem bạn mua ha. Cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Ok, xin chào các bạn ha. Quý chị và các bạn nào mình xem thì vui lòng cho em xin một like và một chia sẻ mạnh lên Facebook ạ. Ok.